Thank you.
Mà đi mua trái cây vậy hả? Con mua này làm gì? À, làm thanh tố cho bạn V uống hả? Thanh tố cho V uống hả? Bạn V đang uống thuốc rồi, bạn V chưa chịu uống đây. Thế con ngồi đây bạn V nhá, rồi mẹ mẹ vô mẹ xay thanh tố cho nhá. Ngồi đây nhá. Thích ngồi không?
này cho mà uống. Đây nó, cái đồ đây quay ra đây cho bạn dê uống nhá.